qua xong một em máy xúc Coleco SK 120-1 nằm sâu trong bãi. Thì anh em chúng tôi lại trở về với Hà Nội. Anh em chúng tôi bây giờ hiện tại đang ở trong thung lũng phía sâu cùng của bãi để đi ra một cái đường quốc lộ. Từ sâu trong bản thì đi ra được đường quốc lộ thì mất khoảng chục cây anh ơi. Đấy, chục cây. Đấy, chục cây. Và đây là cung đường mà anh em chúng tôi cần vượt qua. Nhìn trong video thì cũng không dốc lắm, nhưng mà ở ngoài đời dốc khá là cao. Đồi núi chập trùng, những con đường khúc khuỷu. Ở đây đa phần thì mình quan sát
như là đi theo men theo sườn núi hết. Yeah.
như vậy là trải qua hơn chục km đường đồi núi thì anh em chúng tôi đã ra được đường quốc lộ 6 để hướng về với thủ đô